Xin giới thiệu, là tôi là tên là Tony Nhan, là tổng giám đốc của Ready Honda ở đây. Thì mình làm ở đây cũng được 25 năm rồi. Thì hôm nay thì Tony muốn gửi đến các độc giả hoặc là các quý vị những cái chuyện nào mà cần thiết về xe cho mùa đông nha. Thì những cái chuyện sai lầm á mà Tony từng thấy qua á, là khách hàng ưa có quên á, là đi maintenance chiếc xe trước khi mùa đông đến. Đa số á, người nào cũng là chờ đến khi mà tuyết rơi hoặc là mùa đông lạnh nó đến á, thì mới bắt đầu đi maintenance chiếc xe, vì nó hơi trễ phải không? Thì thường thường là bảo hành xe mùa đông thì trước tiên á, là cái lớp xe. Thì cái lớp xe là một việc rất là quan trọng, tại vì mùa đông ở đây á, thì nó tuyết xuống, lúc mà tuyết xuống á, thì thời tiết thì nó lạnh, thì cái cao su á, mấy cái cao su cái lớp xe nó sẽ bị rút lại, thì khi mà rút lại á, thì cái pressure của chiếc xe, cái vỏ xe đó nó bị thiếu á. Thì nhiều người không biết á, không có đi check cái pressure của chiếc xe, thì cái lớp xe luôn là cũng bị thiếu hơi. Máy móc á, thì trước khi mà chiếc mùa đông đến thì cũng tốt nhất là đi check nhất là cái bình ắc quy. Bình ắc quy là một việc rất là quan trọng. Nếu mà cái bình ắc quy nếu mà nó không đủ điện thì chiếc xe mình không, nó sẽ không có nổ được máy xe. Thì cái bình ắc quy cũng là một việc rất là quan trọng nha. Thật sự là bảo trì xe thì khoáng thường thường mà muốn bảo trì xe cho mùa đông á, tốt nhất á, là đầu tháng 10. Tại đầu tháng 10 á, thời tiết nó chưa có lạnh. Thì lúc đó mình muốn đi check vỏ xe là đi làm mấy cái chuyện mà về check về xe nó cũng tiện hơn phải không? Mà khi mà chiếc xe mà nó lạnh rồi á, thì nó hơi giống như là muốn đi thay vỏ xe, nhằm khi đi mua vỏ xe nó cũng không có nữa. Mấy cái chỗ bán mấy vỏ xe mùa đông nó cũng bán hết. Lúc mà tuyết xuống á, thì ai cũng đi mua hết trơn, thì lúc đó thì nó hết hàng phải không? Thì tốt nhất là lúc tháng 10. Thật sự check xe thì khoảng cỡ chừng 3 tháng thì đi check một lần là tốt nhất. 3 tháng hoặc là khoảng cỡ 6.000, thì lúc mà đi thay nhớt á, thì nó vô nó check, nó check vỏ xe, check thắng, check đèn này kia rồi hết mà. Sớm á, thì thật sự là tốt cho chiếc xe, nhưng mà không có tốt cho cái environment thôi. Và có nghĩa là giống như cái khói mà nó lên environment thì không có tốt. Còn mà đối với chiếc xe á, thì nó rất là tốt á. Tại chiếc xe lúc mà mình vào chiếc xe rồi á, thì chiếc xe nó warm up là, thì bất cứ mấy cái nhớt xe hay là cái nhớt hộp số nó cũng là warm up rồi, nó đầy đủ hết á. Thì chiếc xe nó chạy nó rất là smooth hơn, phải không nhỉ? Thì mấy người mà mới tập lái thì cái chuyện quan trọng nhất là lái xe thì nên lái cẩn thận, là lái chậm. Không có, tại vì lúc mà tuyết nó rơi xuống thì chiếc xe mình lúc nào cũng gì thắng chiếc xe nó không, chiếc xe nó không có dừng, giống như là lúc mà cái mùa hè thì luôn nào chiếc xe nó cũng cái độ thắng chiếc xe nó dừng lại nó sẽ lâu hơn phải không? Thì chỉ lái cẩn thận, là chỉ có lái chậm hoặc là đạp thắng thì đạp thắng hơi sớm tí xíu vậy thôi, với lại đừng có đi theo mà sát đít xe ngoài trước quá vậy thôi. Thường thường thì mấy người nào mua xe mới á, thì luôn luôn lúc nào nếu mà xe Honda thì nó sẽ có Honda Roadside System đó. Thường thường nó cho mình 3 năm. Thì trong vòng 3 năm đầu á, khi mua xe mới á, thì xe mình lúc mình có emergency á, thì luôn luôn nó cũng có thể phone cái số phone á. Thì nó có thể đưa tow truck tới, hoặc là nó đưa xe mình bị hết xăng hay là bị đề máy không chạy, thì nó sẽ có người tới nó giúp đó. Còn mà mấy người nào mà mua xe mà về xe cũ á, thì tốt nhất thì có mua CAA vậy thôi. CA thì nó giúp cho mình khi mà chiếc xe mà bị hư hỏng thì nó có tới nó tow xe, nó tow chiếc xe phải không? Có tow truck nó tới. Ok, welcome to Ready Honda. Xin kính chào quý vị. Đây là chiếc xe 2018 Honda Civic. Thì với đây Tony xin có nhiều vài chuyện với nhắc đến quý vị là bảo trì chiếc xe mà khi mà đến mùa đông. Thì thường thường bảo trì chiếc xe mà trước khi mùa đông đến tốt nhất là bảo trì khi đi check chiếc xe khoảng tháng 10, đem vô cái mấy cái dealer gara này kia cho nó check đó. Thì bảo trì xe thì có nhiều việc quan trọng về bảo trì xe, là thứ nhất là check cái battery của chiếc xe. Thì xin check coi cái battery của chiếc xe đó là. You can probably cut now. Let me open up the hood and we'll continue.
sự chiếc xe rất là quan trọng á, là mùa đông á, là cái bình ắc kỳ, bình ắc kỳ luôn luôn lúc nào á cũng phải là lúc mà đầy xe là nó phải chạy mà. Chứ mà cái bình nếu mà bị yếu á, là trước nhất á, là phải đi thay cái bình ắc kỳ trước khi mùa đông đến. Thứ nhì á, là check cái windshield washer fluid, là cái nước mà để rửa kiến xe. Cái bình này luôn luôn lúc nào á, cũng phải đầy, tại vì mùa đông mà lái á, mà cái bình nước này á, mà không có nước á, thì cái kiến nếu mình không có rửa được kiến thì không thấy đường lái, thì cái bình này cũng rất quan trọng. Điều quan trọng nhất á, chỗ này muốn nhắc tới quý vị là vỏ xe mùa đông. Thì nhiều người ở đây á, thì nghĩ là vỏ xe mùa đông thì một cái giống như là một cái tốn tiền, trả tiền thêm với cái vỏ xe thường á. Nhưng mà thật sự á, cái vỏ xe mùa đông là very very good investment, invest vô cái bốn cái vỏ xe mùa đông. Tại vì chiếc xe mà khi mà nhiệt độ mà nó xuống 8 độ hoặc là thấp hơn 8 độ thì cái cao su của bất cứ cái xe thường nó sẽ cứng hơn cái vỏ xe mùa đông. Mùa đông nó thiết kế là cái cao su của xe mùa đông rất là mềm so với cái những cái vỏ xe khác đó. Thì khi mà nó lạnh á, thì cái độ mềm của cái vỏ xe mùa đông nó sẽ bám đường hơn là cái vỏ xe thường đó. Với lại cái vỏ xe mùa đông á, khi mà mình thắng á, chiếc xe nó sẽ dừng lại là nhanh hơn với lại rồi xe thường. Vậy thôi. Thì vỏ xe mùa đông nó có mấy cái rain channel, mấy cái đường này cho nước nó vào. Khi mà mình chạy trời nước hoặc là trời tuyết á, thì tuyết nó sẽ vô mấy cái đường này thì cái bánh xe nó không bị trơn đó. Còn mấy cái vỏ xe thường á, thì mấy cái gai này nó không có giống như là xe vỏ mùa đông vậy thôi. Với lại thường mình mua vỏ xe mà mùa đông tháng 10 á, luôn nào mấy cái hãng vỏ xe nó có tiền rebate và sẽ được tiền rebate từ 80 đến 100 đồng. Và do cái hãng xe nó cho phải không? Thì giống như vỏ này là vỏ Michelin thì Michelin nó sẽ tặng cho mình 80 đồng cái tiền rebate. Còn mấy cái hãng xe khác nó cũng giống như nhau thôi. Một việc nữa tôi này muốn nhắc nhở tới quý vị là bảo trì chiếc xe khi mà mua xe mới hoặc là xe cũ. Thì chiếc xe có nếu mà có sơn chống xét thì đối với chiếc xe rất là tốt phải không? Thì thường chiếc xe mình ở đây mùa đông á, ngoài đường nó để rất là nhiều muối hoặc là những cái cát hoặc là, thì nếu mà có những cái đó trên đường lộ thì chiếc xe sắt nó sẽ mau bị xét hơn. Thì thường mua xe mới tốt nhất thì sơn chống xét. Nếu mình sơn chống xét chiếc xe thì chiếc xe nó sẽ bảo trì được lâu hơn. Thì thường mấy cái chỗ mà quan trọng chiếc xe mà thường bị xét nhiều á là dưới cái dài ở đây, với lại cửa. Thường chỗ này là dễ bị xét nhất, xe ở đây thì lúc mà sơn chống xét á thì nó sẽ sơn nó xịt vào bên trong của cánh cửa. Sơn chống xét quan trọng á là những cái chỗ này thường chiếc xe nó bị xét mà. Với lại bên trong này xe thường nó cũng bị xét. Thì sơn chống xét á, nó sẽ có đồ, nó có máy nó để ở trong này, nó xịt cái lỗ sắt ở trong đây thì xe nó sẽ bảo trì lâu hơn. Thì sơn chống xét á, thì ở đâu cũng sơn được, nhưng mà tốt nhất á, thì khi mình mua xe mới thì sơn ở dealer. Tại vì dealer nó sẽ cho mình 10 năm warranty. Thì nếu mình sơn ở đây á, mà tương lai cái xe có bị xét có gì đem đến á, thì nó sẽ sửa cho mình khỏi trả tiền đó. Còn mình đem ra ngoài mình sơn á, thì hỏi hàng năm phải trả tiền vậy thôi. Thì sơn cái điếu lờ thường nếu mà mình sơn chống xét không á thì 799 đồng sơn chiếc xe. Yeah.